Tử vi tuổi Canh Tý 1960 tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Tý thường trưởng thành, tự lập sớm hơn những người khác. Vì vậy, cuộc sống của họ cũng nhanh chóng ổn định, sự nghiệp vững chắc. Họ khéo léo trong cách giao tiếp, ham học hỏi. Điều đó giúp người tuổi Canh Tý tạo dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài. Họ có đời sống an nhàn, càng về già càng được hưởng cuộc sống sung sướng. Tuy vậy, tuổi Canh Tý có cái tôi khá là cao. Họ coi trọng danh dự, phẩm chất của mình hơn tất cả mọi thứ. Nếu như có ai cố tình xúc phạm đến lòng tự trọng của mình, tuổi Canh Tý sẽ đáp trả dữ dội. Với gia đình, bạn bè, họ luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ của cải, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Canh Tý trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Canh Tý trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Những người sinh năm Canh Tý 1960 có ngũ hành bản mệnh bích thượng thổ, đất trên vách, thiên định những người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến quý trọng. Gia chủ tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú, họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất. Và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Mệnh chủ ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì là người được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Canh Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Tý sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Như trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Xem tử vi tháng 7 năm 2021 cho mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Gia chủ tuổi Canh Tý sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng cần chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ ở xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Có điều, mệnh chủ cần lưu ý đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của mệnh chủ đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến mệnh chủ vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Hơn nữa, năm 2021, thầy tuế là Sửu. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình kim bài thái tuế, nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, mệnh chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vẫn không mấy khởi sắc trong tháng 7 âm lịch. Mệnh chủ có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khiến bản mệnh có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình. Mệnh chủ có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khiến khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác,
bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi 2021, tháng 7 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của mệnh chủ không được thuận lợi, bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình, hễ thấy khó khăn là sẽ lùi bước nên không đi được đến bước cuối cùng. Mệnh chủ thiếu sự kiên trì và quyết tâm khiến cho công việc có phần bấp bênh, lại không được ổn định. Những gia chủ tuổi Canh Tý cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình. Nếu không, e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lui. Chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng. Đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, gia chủ tuổi Canh Tý hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp gia chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, hóa giải, vận hạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp mệnh chủ tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ mệnh chủ phát triển công việc trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Theo tử vi tài lộc mệnh chủ tuổi Canh Tý năm 2021, tài chính của mệnh chủ không có nhiều biến động trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Tháng này, mệnh chủ tuổi Canh Tý đang có phần ưa hưởng thụ quá đà. Tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân mình. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của mệnh chủ tuổi Canh Tý trong tháng 7 khá là bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi bóc ngắn, cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Mệnh chủ cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thì gia cát quy mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Đối với gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tình yêu và mối quan hệ vào tháng này cũng có thể tốt đẹp. Có thể mệnh chủ đã từng cãi nhau với bạn đời vì quá cứng đầu, nhưng sẽ rất hợp nhau trong tháng này. Trong gia đình, bản mệnh sẽ gặp một số xích mích, to tiếng với con cái trong việc học hành, chọn ngành nghề sau này. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con mình. Nữ mệnh cần tiết chế cảm xúc, chớ vì nóng giận mà làm hỏng mối quan hệ hiện tại. Những gia chủ tuổi Canh Tý thường có ngoại hình khá đẹp, thu hút người khác giới, bản mệnh dễ tìm thấy nhân duyên, có những mối tình khắc cốt, ghi tâm. Tuy nhiên, trong chuyện kết hôn, bản mệnh thường có suy nghĩ độc lập nên khó có thể có được hạnh phúc ở tuổi còn trẻ. Mệnh chủ thân mến, việc kết hôn sớm cũng không phải việc sợ hãi hôn nhân, có những hạnh phúc của hôn nhân, nên cứ tìm hiểu thật kỹ càng rồi kết hôn, đừng lo lắng, sợ hãi việc không hạnh phúc. Đặc biệt, thầy gia cát còn khuyên gia chủ tuổi Canh Tý hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà gia chủ tuổi Canh Tý quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Gia chủ tuổi Canh Tý vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ, dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố, tai họa bất ngờ. Kinh phong thủy gia cát nhắc nhở gia chủ tuổi Canh Tý cần chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bản mệnh có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người,
ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bản mệnh không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Canh Tý sinh năm 1960. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Canh Tý có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hội, hại hội, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 7, từ ngày 14 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, giáp ngọ. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 7, từ ngày 26 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, bính ngọ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ, Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên, sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Canh Tý tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 2 tháng 7, từ ngày 19 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, kỷ sửu, nạp âm, phích lịch hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 14 tháng 7, từ ngày 21 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, tân sửu, nạp âm, bích thượng thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 26 tháng 7, từ ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, quý sửu, nạp âm, tang trá mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Canh Tý trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.